cái bệnh nấm thì chúng ta sẽ gặp hai trường hợp. Đó. Nấm chúng ta sẽ gặp hai trường hợp. Thứ nhất, chúng ta sẽ có gặp cái dạng nấm sợi. Nấm sợi. Được chưa? Nấm sợi. Đấy. Và nấm men. Đấy. Nấm men. Mình cứ ghép hai bệnh vào một cho dễ học. Đấy. Nấm sợi và nấm men. Vậy nấm sợi ấy thì nó bằng với nấm đồng xu. Đấy, nấm đồng xu. Được chưa? Đấy. Thì cái biểu hiện chúng ta sẽ thấy rằng cái nấm ấy khi mà nó thể hiện ra thì nó cứ ăn và rụng lông theo hình đồng xu. Đấy, trong PowerPoint có rồi ấy. Đấy chưa? Thấy có dạng hình đồng xu. Đấy. Và cho cái đèn hút vào soi thì nó sáng. À, nó rất sáng. Đèn hút cho vào soi thì nó sáng. Đấy, có biểu hiện bên trong rồi ấy. Còn nấm men Malassezia. Đấy. Thì nó bao giờ nó cũng có sẵn ở trong ở trên da, ở bên ngoài cơ thể của mình. Đấy. Nấm men thì nó bằng với nấm có sẵn. Đấy. Malassezia. Đấy. Được chưa? Nấm men thì thường nó có sẵn. Đấy. Và cái biểu hiện thì thường ấy nó hay bị ở những con mà nó bị viêm da cơ địa. Và cái điển hình chúng ta sẽ thấy rằng cái da nó bị sạm màu đi. Đấy. Da sạm màu. Đấy. Da sạm màu và nó có nhầy nhầy. Đấy. Cảm giác nó ướt ướt nhầy nhầy. Đấy. Cảm giác ướt nhầy ở da. Đấy. Được chưa? Ướt và nhầy ở da. Đấy.